Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có mấy món đang chuẩn bị đi về Hải Phòng để làm việc với cái con nhện đỏ trên cây đào này. Cái này thì các anh chị sẽ phun trên lá và mình phun cả dưới phần dưới đất luôn nhé, dưới phần cỏ ở dưới gốc ấy. Thì trên lá thì các anh chị sẽ sử dụng cái chai như này. Cái chai này dùng khoảng tầm 20ml kết hợp với khoảng chừng 20 đến 25ml cái chai rocket này để phun xịt trên lá và dưới mặt lá ở trên cây đào mà khi mà nó đang bị để phòng trị cái con nhện đỏ này và diệt trứng cả nhện đỏ luôn nhé. Xong sau đó là mình phun hết ở trên cành trên lá rồi mình quay lại cũng hòa khoảng tầm 25ml một bình, mình phun ở dưới phần gốc của cây đào đấy, phun vào cái phần cỏ luôn, phun tràn ra ngoài đất, ra ngoài cỏ đấy luôn nhé, để ngăn chặn những cái con mà đang trú ẩn ở dưới lớp cỏ đấy nhé. Cái thuốc này thì nó sẽ có mùi này, khi kết hợp vào thì nó vừa diệt cả con nhện đỏ và diệt cả trứng luôn, cả trứng của con nhện luôn nhé. Đây này, diệt luôn từ trứng này, dùng để diệt trừ nhện và trứng nhện này. Liều lượng 20 đến 25 ml cho bình 20 đến 25 lít nước, phun ướt đều cả mặt trên mặt lá và dưới lá này. Thì một chai này nó phải pha được khoảng tầm 5 bình nhé, 5 bình cho một chai này. Mình có kết hợp thêm khoảng tầm 20 đến 25 ml cái loại chai này nữa vào để phun xịt cùng với nhau để cho nó vừa diệt nhện vừa diệt cả trứng nhện. Và sau đó mình sẽ hòa tiếp cái này phun ở dưới gốc để diệt những cái con đang ẩn nấp ở dưới gốc dưới cỏ đấy nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.